287 cabin này. Cabin cửa kính nhưng mà kính thì nó vỡ bên trên, mà không máy lạnh thì vỡ cho nó mát luôn. Kính ở dưới, kính trên này thì vỡ nó cắt là được, mà cái này không có máy lạnh. Kính sau thì vẫn còn nhá, kính sau kính trước đầy đủ hết. Con này thì 287 nhá. Lốp sau là dài lốp 12, trước thì xài lốp 7. Động cơ thì ba máy của Isuzu chứ. Cũng có hai bơm, một bơm ben và một bơm thì lái trợ lực. Tắt máy bằng heo. Hai cầu ba máy tay lái trợ lực nhá. Hơn khi mọi thứ vẫn còn đẹp lắm, phớt cầu tiếp còn khô nguyên, con ri vẫn chưa chạy này. Cầu vẫn còn đẹp lắm, routine vẫn chưa rơ luôn. Mặt nạ này thì bên em có gò lại rồi nhá. Đồng Isuzu thì hầu như trăm gánh như một xe bãi về nó cũng bị vỡ hết. Cái này gò lại thì bao kính sắt. Bên cạnh đây này có MTA 247 nhá. Đây là 287 để em quay nốt con này là tím quay con kia. Một cặp cho các bác lựa chọn nhá. Máy móc khô nguyên hết nhá. Máy êm không có đổ hơi. Bao móc cho các bác. Bốn cỏ lốp đẹp này, con này bốn cỏ lốp rồi, 90 mấy% hết. Em gắn thêm gương với đèn xi nhan đồ đầy đủ hết nhá. Gương này là bên em gắn thêm cho nó đẹp này. Cabin. Ben thì chế sang ben cơ rồi. Này nó có cái sấy mà Việt Nam mình trời nóng không ai xài. Chắc là bỏ. Lốp thì còn ra 90 mấy% đẹp. Ben cơ nhá. Đây là sân riêng của nó, em không có sơn, đang còn đẹp, để nguyên mới luôn. Kiếm đầy đủ nhá. Cabin. Đèn đó vẫn còn nguyên, chưa có vỡ. Đèn sau là vẫn còn. Siêu phẩm TA287. Con này em lấy vào thì giòn nhẹt xong xuôi, nó cũng 6 mấy triệu rồi. Em đang bán 69 triệu. 69 triệu, có lọc đá cho anh em nhá. Xe này nó bãi thì bây giờ nó rơi khoảng 95 triệu 100. Nếu mà cabin này thì nó rơi khoảng 151. Con này thì em bán 69 triệu nhá. Kế tiếp của em nó có con 247 này. Con này cũng còn nguyên zin hết toàn bộ cho con kia luôn. Sơn vẫn sơn zin này. 247 khúc số dài 250 rồi đấy. Máy nguyên zin. Con này cũng long lanh như kiểu xe bãi luôn đấy. Nó liền hết. Phớt phép đổ khô nguyên hết này. Đu tin cũng chưa rơ chưa thay. Máy vẫn còn nguyên zin của nó hết. Này máy che đồ chứ. Bác nào thích thì để, thích thì tháo. Em cứ để lại cho bác nhiều, vì các bác làm nhà nông thì hầu như có cái mái thì nó vẫn đỡ, mái cũng khá ok. Hình thức thì nó không đẹp như mái zin, nhưng mà nói chung là che nắng che mưa được hết. Con này thì đang là để bên biển nhá, bên biển, nhưng mà anh chủ cũ anh bỏ cái hộp ben này rồi nên chiếc tay công tác mới được hai cái luôn. Các bác thích xài cái nào xài, ben vẫn lên xuống bình thường đầy đủ, nó không có lo đâu, chỉ trừ khi nó bị mất lửa rồi lên cái công tác này thôi, chứ nó không liên quan đến hộp đen, nó không bị chập chờn đâu. Trường hợp đứt dây điện em ấy đó. Hai con nhé, TA287 rồi con TA đây là TA247. 25 ngựa. Con này 28 ngựa, con này 25 ngựa. Con này thì em bán giá là 59 triệu nhé. 59 triệu. Máy số bao cho bác test thoải mái. Nó là nhu cầu thì cứ liên hệ cho em nhé. Em xe tại huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum. Các bác cần để test lại cái máy cho các bác. Cabin leo lên leo xuống mệt. Không có khó nha bác, trợ lực lái đầy đủ, tay lái nhẹ nhàng. Bao giờ bơm nước còn đầy đủ nhá. Đây nó để là 1200 giờ. Rồi. Còn 247 thì em sẽ có video riêng. Bác nào nhu cầu thì cứ liên hệ em nhé. Rồi. Thì em xin kết thúc video ở đây. Bác nào nhu cầu thì cứ alo cho em, xem xe tại huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum nhé. Ngoài ra bên xưởng em còn có những cái dòng lớn hơn nữa. Trên 3.000 hoặc là 4-5.000 cũng có, với móc kéo đóng mới đầy đủ hết luôn. Rồi, chào và hẹn gặp lại các bác các video lần sau nhé.